Bot kill hello liêu nha bạn nha. 47 nha. Vừa vừa các bạn ơi, cho mình là Linh đây. Hôm nay thì anh em bảo này anh Linh không có vũ khí mới à? Sao toàn vũ khí cũ này thì ai thèm chơi? Ôi được rồi, hôm nay mình gọi là mãn nguyện anh em. Toàn vũ khí và gọi là toàn siêu phẩm. Vãi cứt này, mình nghe thấy loạn xạ luôn đấy, đống vãi chửa luôn. Với cả là thực sự là cái gì đó, cái ý kiến mà để cho anh Nam quay trở lại để xem truy kích có hồi sinh lại hay không ấy, thì mình thấy là được, phải nói là rất là nhiều anh em quan tâm và cũng có cái gọi là như là nó rất là nhiều cái ý kiến nó gọi là theo nhiều mặt, theo nhiều nghĩa khác nhau. Nó kiểu u chín máu kìa. Cái gì có một em kiểu ESTV à, em ấy bảo là thực sự là anh Nam không thể cứu nổi, bởi vì là cái game này cứu được ấy thì chỉ có thể là nhà phát triển của ta làm. Ui mẹ vãi trời, mình lại đục chết kìa, mình bắn bừa ấy. Ôi lại hack rồi, chết rồi, lại hack rồi. Ôi 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 trời ơi, may đâu mà chết, mẹ vừa làm quả như hack. Ê, kiểu như là thật sự là nó vũ khí nó mất cân bằng, xong rồi khi mà anh em đam mê chế độ zombie như này này thì nó thiệt thòi quá, zombie quá là thiệt thòi, cứ hê kiểu làm zombie ấy thì chỉ bị nói chung là đợi bị ăn cận chiến thôi. Cơ bản thì như thế là cũng đúng mà. Ui ôi sấy một phát sấy đi vào lòng người. Còn cái game truy kích Trung Quốc nó còn sống với cả là nhiều người chơi như thế là em mới bảo là do các chính sách của nó, ưu đãi của nó, như kiểu phát súng free này đấy, tặng quà này, điểm danh nhận súng. Thì truy kích Việt Nam mà muốn như thế thì phải học tập kiểu bên Trung Quốc ấy. Nhưng mà ôi ảo nhá, ôi này 4 kill đấy, qua đoạn slip này, mình thề một qua đoạn slip luôn này. Sắc quả phantom này tiến hóa này nhìn nó bẩn thế này. Ôi hay cứ tại quả đấy mình bắn slip hơi ảo nhá. Ôi đây lên tay ngay, thấy không em, thấy không, mấy hôm bắn không cẩn thận là anh em chê trách. Ok, ui rồi ôi. Ôi anh em giỏ mắt đi nhá, tập giỏ nhá, tập giỏ mắt bằng hai lọ đi, chứ mình nghĩ là một lọ nó không đủ đâu, nên là nói chung là cái ý kiến của em ok về mặt kiểu trực quan ấy, kiểu mà mặt trực quan thì nó như thế là đúng. Thực sự mình tại sao mình lại bảo anh Nam mới có thể cứu được cái game truy kích này. Ê, em biết không, mấy cái các tựa game anh em để nhá, chẳng hạn như game CF Zero này khi mà mới ra ấy, em người ta mời tất cả gọi là bao nhiêu kiểu YouTuber này, làm streamer này đấy, hầu hết là các mời về để làm stream cho game CF Zero khi mà nó ra mắt đúng không? Anh biết vì sao không? Bởi vì hiện tại thì những cái con game này khi mà cái chiến thuật marketing của nó ấy là như hiểu cái chiến thuật quảng cáo của nó là nhiều streamer là rất là nhiều. Và thế nên là một cái ngành streamer nó hiện tại nó cực kỳ phát triển là do vậy anh em ạ. Đấy, có nhiều người xem thì nhiều người biết đến hơn. Đó. Thế là bây giờ anh em ví dụ anh Nam mà chỉ cần stream một buổi mà truy kích thôi anh em, nó khác bọt ngay. Hiểu, anh em hiểu ý mình không? Đây ý kiểu mình là nó là như thế. Nhưng mà vấn đề là hiện tại anh Nam quá nổi tiếng rồi, mình phải nói là trong giới streamer trên Facebook quá nổi tiếng rồi. Thế là cái số tiền mà bỏ ra để mà thuê lại anh Nam hoặc là stream một buổi truy kích thôi hoặc là vài buổi gì đó, con số nó không nhỏ đâu anh em. Nên là cái gì phải đổi qua làm tiền hết. Ôi, sao con đấy viết, tập trung bắn nhé. Đấy, anh hiểu, nói chung là ý kiến của anh em cũng đúng thôi. Nhưng mà nó chưa đủ. 25 mạng rồi, hay không? Đấy, nhóng phát, một vài pha bùng bắp thôi. Mẹ bối, có gì ở đây ạ? Nào. À, Chiri... À, cái con này mình biết là con súng gì rồi nghe bạn, nó không phải là Python đâu. Mà nó là M500 đấy. Nó chính là M500 phiên bản gọi là VIP. FIP. Nên là anh em để nữa là chỉ đúng 2 viên thôi, 2 viên là chết. M500 cũng vậy mà. Đúp này. À, nó chết thôi đây. Ôi ôi, 2 viên. Mình bắn nó 2 viên mà nó à mẹ con thằng nó lừa. Nó cái ăn mất cay thế nhỉ.
Ờ mình bảo sao cứ thế nó mạnh mạnh, hóa ra là M500 anh em ạ. Ô thế méo là mình được 3 kill đấy. Ơ, nổ bắn chết hai thằng à. Ê ê, qua đây qua đây qua đây qua đây. Qua đây, qua đây đúng rồi. Đó còn kiểu suy nghĩ của anh em như thế nào? Rồi là anh em đừng có coi thường cái streamer hiện tại, nếu mà kiểu có tiếng đừng đừng nói là như anh Nam. Anh em kiểu khi mà anh em stream cũng chỉ khoảng được 2-3 nghìn người xem thôi là cũng có như là nhiều nhà quảng cáo người ta để ý rồi nhá. Chứ mình thì hơi ít, mình thì có vài trăm, vài 300 thì không ăn thua. Còn như anh Nam kiểu vài chục nghìn người xem một lúc ấy, hoặc là cái tính đến xa hơn và cao hơn, cao vun vút là chính là Độ Misi ấy, anh Độ ấy. Đấy. Thì anh em cứ để một cái tựa game được mấy anh ấy quảng cáo thôi là nó khác biệt ngay. Ôi, cuộc chiến cuối cùng của chúng ta đó chính là Thủy Hỏa Lôi Kiếm. Lâu rồi mình mới cầm lại. Hoặc này thấy không? Cầm vũ khí mạnh cái mình lên top kiểu ôi như cầm bữa này. Top 1 mãi rồi. Nào, là top 2. Cho mình top 2 đi bạn ơi. Cần lắm mọi người cho mình top 2. Là top 1 của 30 bạn thôi. Ôi, tầm này khó này. Mình lên dao quá là sớm nên là bây giờ chúng nó thằng nào cũng cầm súng ống đạn dược ra nó vã vào đầu cho. Giờ làm sao mới thắng được đây. Kiểu gì mình phải chết chục mạng cái đoạn này. Anh em yên tâm. Đây 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 đây. Một con ôi ôi. Mấy con. Con đấy là con chi sinh này, con ấy nhỉ. Tôi quên mất rồi. Mình nhớ là có con chi sinh đúng không? Chi sinh là màu xanh. Con chi sinh là màu xanh, một con gì ta. Ui giời game dễ. Ok cảm ơn anh em đã theo dõi. Hy vọng là anh em cho mình cái gọi là suy nghĩ của anh em khi mà mời anh Nam về. Bye bye, nhớ like nhá.